Em Thùy xin chào toàn thể các bác nhà mình đang theo dõi cái phiên buổi ngày hôm nay là ngày 10 tháng 8 các bác ạ. Hôm nay thì em rất là nhiều những cái mặt bông kiếm đẹp mới lên cho bác nhà mình sưu tầm và làm giống ạ. Nhà mình mua hàng thì gọi điện trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 và số điện thoại này em đã kết nối Zalo rồi các bác nhé. Bên em thì cung cấp tất cả những cái dòng kiếm đấy là Phan Trí này, Xanh Huế, Vị Hoàng, kiếm Thái số 1, Đỏ Mỹ, Trắng Cánh Bầu Thái Nguyên và Tuyết Ngọc các bác ạ, Bảo Lam nữa. Nhà mình có thể là siêu tầm theo những cái chậu to hoặc các bác có thể là siêu tầm theo những cái đơn lẻ mà em đã tách ra các bác nhé. Đầu tiên thì đầu live hôm nay em sẽ lên mời các bác nhà mình siêu tầm cái đơn đấy là Trắng Cánh Bầu Thái Nguyên. Nó là một trong những cái mặt bông rất là đẹp và đình đám luôn các bác ạ. Đây nó đang có hoa sẵn như thế này luôn nhé các bác nhé. Và cái cần bông của nó khi mà nở trưởng thành thì nó khá là dài. Nó sẽ dao động tầm khoảng là 1 mét hoặc là trên các bác ạ. Đây ạ. Em sẽ bán cả chậu to cho các bác nhà mình như thế này luôn. Thì hiện tại cái chậu của em đây là nó sẽ có là được hai cái thân hoa. Và bên này thì trong này chắc là nó phải rơi vào tầm khoảng là trên chục thân lá nữa các bác ạ. Em để giao lưu cho bác nhà mình đơn đầu like với giá là 450.000 các bác ạ. Đơn số 1 nhá. Trắng Cánh Bầu Thái Nguyên đơn số 1 450.000 các bác ạ. Em gửi luôn cả chậu và tất cả những đơn này em đều không có bao gồm tiền phí vận chuyển các bác nhé. Đơn số 2 em cũng đóng luôn cả chậu với giá là 400.000 thôi cả nhà mình ơi. Một trong những cái đơn nó rất là to, nó phải ngang ngửa như con kia luôn. Nó chỉ rẻ hơn con kia 50.000 vì là bây giờ nó chưa có hoa luôn thôi các bác ạ. Đó, nhưng mà các bác nhà mình lấy về thì tầm khoảng là nửa tháng nữa là nó sẽ có hoa thôi cả nhà mình nhé. Đơn số 2 ạ, với giá là 400.000 cho bác nào siêu tầm về làm giống ạ. Cũng rất là to. Em sang mã số 3, đấy là mã Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc em có một chậu duy nhất dành cho bác nào lấy nguyên cả chậu của em với giá là 250.000. Em cũng đóng luôn cả chậu cho các bác nhà mình siêu tầm. Tuyết Ngọc thì nó sẽ có một cái mặt bông trắng rất là đẹp như thế này cả nhà mình nhé. Đây. Thật ra là nó nhiều thân quá, em không có đếm được thân luôn các bác ạ. Nó rất là nhiều thân mà đa phần nó là thân tơ cả nhà mình nhé. Đây em cho các bác nhà mình nhìn này. Đa phần nó là thân tơ, nó sẽ rất là đẹp như thế này luôn. Các bác lấy về nhà mình cho em vào một cái chậu to thì nó rất là tôn cây nhá. Đơn số 3, Tuyết Ngọc, 250.000 thôi ạ. Tiếp theo là em sang đơn số 4. Đơn số 4 của em nó là một cái đơn Vị Hoàng Kiếm. Vị Hoàng Kiếm thì thật ra là đợt vừa rồi cái giá trị của nó sẽ rất là cao. Khi mà cái thời điểm cao nhất của nó rơi vào tầm khoảng là 14 đến 15 triệu trên một thân. Đấy. Và bây giờ thì nó đã rất là rẻ dành cho những bác nào mà chưa siêu tầm được kiếm thì nhà mình có thể là siêu tầm. Đơn Vị Hoàng Kiếm số 4 của em với giá là 550. Con này thì là bác nào mà nếu mà ở khu vực miền Bắc thì có thể là gửi xe là gửi cả chậu được. Còn bác nào khu vực miền Nam thì là em không có thể gửi được cả chậu to như thế này. Vì nó là chậu to nên nó khá là mỏng các bác ạ. Đơn số 4 ạ, với giá là 550. Con này nó được tổng cả là 9 thân các bác nhé. 9 thân. Tiếp theo là em lên chia sẻ cho cả nhà mình một cái đơn Phan Trí. Phan Trí này thì em vừa mới tách được một thời gian. Thì cây này nó là một cái thân măng tơ luôn. Tức là một cái đơn tơ tít đang nở măng. Đang đẻ măng rất là đẹp luôn các bác ạ. Con này thì em giao lưu cho cả nhà mình với giá là 650.000. Đấy, như con này thì em sẽ bỏ chậu cho các bác nhá. Vì kiếm thì thật ra là nhà mình về thuần lại nó rất là dễ luôn. Đấy, đơn số 5 với giá là 650.000 ạ, Phan Trí. Này, còn bác nào mà thích những cái dòng nó vừa tiền như thế này thì em mời các bác nhà mình ngắm những cái đơn tách lẻ ra thì giá của nó sẽ rất là rẻ và phù hợp cho các bác nhà mình siêu tầm cả nhà mình nhá. Đây ạ. Các bác nhà mình đánh mã cho em là mã số 6 với giá là 100.000. Con này nó là cái thân giống của con Vị Hoàng Kiếm. Đấy, 100.000 cho em ạ. Đơn số 6, 100.000 Vị Hoàng Kiếm các bác nhé. Tiếp theo là em sang cái mã số 7 của em đây ạ. Nó là con Xanh Huế. Xanh Huế này thì là em nó là một cái đơn 2 thân. Nó là một cái đơn 2 thân Xanh Huế, 280.000. Đơn Xanh Huế số 6, 280 ạ. Xanh Huế số 6, 280.000. Này các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Xanh Huế số 6, 280.000 ạ.
Tiếp theo em mời các bác nhà mình ngắm đến cái mặt bông thái số 1 đã, rồi em sẽ mời các bác nhà mình ngắm những cái đơn thái em lên chia sẻ và cho bác nhà mình làm giống như các bác nhá. Đây là một cái mặt bông thái rất là đẹp luôn. Nó là cái mặt bông đẹp nhất trong cái dòng thái các bác nhá. Đây, em mời các bác nhà mình ngắm luôn cái thân em đã tách rời ra chia sẻ cho các bác nhà mình nhá các bác nhá. Em sẽ lên cho các bác nhà mình một cái đơn to như thế này, nó đang có hoa luôn này, để cho các bác nhà mình ngắm này các bác này. Đơn này thì nó rất là to, thế từng châu này, đang có nụ luôn cho em các bác nhá. Tổng cả con này là các bác được cho em đấy là 3 thân và 1 măng. Con này em chia sẻ cho các bác nhà mình là 450.000. 450.000 giúp em nhá, rất là to luôn các bác ạ. Đó, hoa luôn nha. Tiếp theo em sang đơn số 8. Đơn số 8 của em đấy là con thái số 1 thế rừng châu với giá là 380.000. Đơn số 8. Số 9. Con này chia sẻ cho các bác nhà mình là 120.000. Thái số 1 luôn, số 9 cả nhà mình nhá. Em sang mã số 10. Con mã số 10 này thì nó bị làm giống thôi, chung quy là nó làm giống thôi, và nó bị lỗi một vài lá, hai lá như thế này. Thì đơn số 10 em lên chia sẻ cho các bác nhà mình với giá là 100.000 thôi, cho toàn thể các bác nhà mình lấy về làm giống cả nhà mình nhá. Bên em thì cung cấp rất là nhiều những cái mặt hàng lan rừng, như kiểu là dòng phi điệp và những cái dòng kiếm. Các bác nào có nhu cầu mua thì nhà mình liên hệ qua số điện thoại là 0974 752 162 giúp em ạ.